Các bạn ơi, mình có trồng rau từng ô để lấy hạt giống đó các bạn. Mà vô tình nó nở ra hoa, nó đẹp quá nên mình có review và quay lại cho các bạn xem nè. Và phát hiện ra một điều là hoa từng ô nó cũng ngủ vào ban đêm nữa các bạn. Ngủ chưa? Nè các bạn thấy chưa? Mặt trời vừa sập xuống là hoa nó buồn ngủ nè. Các bạn thấy không? Những cái cánh của nó bắt đầu di chuyển nè. Và nó lật ngược trở lại giống như chúng ta ngủ vậy đó. Co ro nè, cuộn người lại và ngủ thôi. Và khi bắt đầu sáng, khi những cái cánh hoa đó các bạn nó đón nhận những cái tia nắng đầu tiên của mặt trời thì nó cũng di chuyển ngược trở lại. Bắt đầu nó cuộn ngược trở lại và hoa bắt đầu nở bung ra ha các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Hoa từng ô nó ngủ ban đêm và thức ban ngày ha các bạn. Qua video clip này thì Nhân xin chúc cho tất cả mọi người có nhiều năng lượng, tràn đầy sức sống cũng như hoa từng ô. Mỗi ngày chúng ta có thêm nguồn năng lượng mới. Giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.